Vui rồi, giờ giùm tôi đi mấy chú. Giờ Quyên này về ha, đó là coi như ông nội bà nội bây giờ đang rất là mong muốn là coi như là người mẹ của bé về nè quý vị. Đó, giờ là coi như mỗi người ôm đứa, coi như là giờ ôm đứa vậy nè, trông cho giữ cho mẹ nó về chăn. Bà hai hay ghé bà hai. Rồi bà hai, nó mới ghé bà hai rồi. Giờ mình phải ghé nè bà hai. Giờ là ghé mà coi coi vòng vòng coi nó ở đâu. Không, giờ đi em đi đi. Ở đây đây. Đi đây. Đi đây. Đi đây. Đi đây. Giờ đây nhưng quý vị cái nhà hai. Nhà hai hơi bao rồi. Gọi câu hai này coi. Mẹ có nước hai giờ đến trực tiếp nhà luôn. Dạ. Đâu đây? Đi đi đi. Đi thôi. Giờ ông ngoài đó đi. Nhà hai con với quận 6. Cái chỗ này con muốn cùng. Mọi người anh em mình sẽ kết thúc cái video này nhé. Anh em mình sẽ kết thúc video tại đây nhưng mà bây giờ là xóm láng giềng cũng rất là đông nha quý vị. Đó, như là ra kiểu rất là đông. Cái mẹ cho con nha. Tới giờ đang rất là mong chờ người vợ quanh về để mà lo cho hai đứa con thôi. Bên vợ cũng đang rất là nôn nóng quý vị. Mới theo chứ. Dạ. Bắt cái mẹ cho con. Đây là người cô ngày hôm qua chia sẻ. Dạ chào cô. Đó. À, giờ có thông tin mới của cô. Dạ. Dạ. Thông tin là giờ đây con. Dạ dạ. Dạ biết con. Dạ. Hai gọi cho mẹ mà mẹ mới lo cho mấy chú luôn. Gọi là ba mà tắt máy. Đi đi có thông tin mẹ con rồi đó. Bây giờ em đi qua bên đó liền đi. Dạ. Vợ em là ở đâu gần gần ở đó đó. Dạ, dạ. Đi qua để khuyên về để mà lo cho mấy bé nữa. Đó, thì hôm nay là mẹ của bé có gọi cho một người mợ ở bên quận 6. Thì bây giờ là Vũ Anh sẽ đi qua bên đó để mà kiếm vợ của mình về. Gọi mày theo chưa? Rồi. Cưng ghê không mọi người, hai bé thành đôi. Đây là những người hàng xóm rất là thương hai bé mọi người. Phải biết nhà 12 không? Chung là ở chung vậy. Nhà bánh nước đó. Đó rồi. Đi đi. Đi luôn đi. Rồi. Ngoài bé sinh đôi. Mình cứ 5 tháng thôi. Anh lấy xe điên đi được không? Còn mỗi thằng 2 chứ. Một người là 2 người rồi. Bây giờ đi qua bên đó đi. Đi xe đi anh. Đi xe đi rồi đi về. Ra đúa. Đỡ xe đi. Đỡ xe mà. Đỡ xe luôn mà. Đỡ xe đi. Đi xe đó lắm cũng mới về được, cái nói vậy nha. Em đi xe riêng đi. Em đi xe quay riêng đi. Nếu mà có nháp lại về được. Mà em cứ đi có đáp tải được. 4 5 thằng chứ lại không đưa về được. Em lo lắng quá là có chuyện trong năm quá ta. Không không, để cứ đi đi nó về nó đi xe con. Cái chuyện đó là cái chuyện. Rồi thì bây giờ mình sẽ dừng cái video ở đây để tiếp tục cập nhật những cái thông tin tiếp theo. Cô gặp đó là năn nỉ đó, nó về mẹ ơi. Bây giờ nó thì có tiền có rồi về thôi chứ gì nữa. Chúng mua sữa có rồi về thôi. Sữa có rồi. Tiền có rồi. Sữa có rồi, tiền có rồi, đầy đủ rồi. Giờ có đầy đủ rồi ha bà ha. Có đầy đủ rồi, có rồi. Dạ. Có rồi, tiền có rồi. Dạ. Tả có rồi, em về đi. Cho nên là mẹ của bé yên tâm đi. Mạnh Thường Quân cũng đã giúp đỡ hỗ trợ cho gia đình mình rồi. Giờ thì về phải cố gắng lo cho con của mình. Dạ. Thôi mình dừng ở đây để tiếp tục đi theo hành trình của chủ anh để đi qua anh đó để xem như thế nào. Dạ. Nghĩ ra cái hẻm nó có một đường một ra. Hai đường nha. Hai đường. Đi vô nó không có ra được. Qua cái điện. Rồi là bắt đầu đi rồi. Bây giờ anh em của mình bắt đầu là bây giờ tiến hành xuống là kêu 12 giờ xuống cho mình phía dưới quý vị xem anh. Rồi bây giờ đi tìm mẹ của bé đi. Rồi. Dạ em đi trước chặng đường đi Vũ Anh. Dạ chờ chút xíu em. Bây giờ đi qua bên quận 6 để mà tìm mẹ của bé ở bên đó. Thì hôm nay là có thông tin là mẹ bé gọi về cho một cái người mợ ở bên quận 6 mọi người. Thì phía trước màn ảnh mọi người là Vũ Anh, cha của hai bé sinh đôi. Đi hôm nay là cũng hơn nửa tháng rồi. Hy vọng là hôm nay sẽ tìm được. Tranh thủ chạy nhanh qua đó để mà
giữ chân mẹ của bé lại. Nghe nói là mẹ của bé gọi về cho một người vợ, nói là sẽ bỏ đi xa không về, cho nên là anh em tranh thủ chạy qua đó. Của anh cũng rất là vội vàng, chạy rất là nhanh mọi người, qua bên đó để mà. Ôi trời ơi, từ từ anh em, từ từ ơi, tranh thủ qua bên đó. Tại mẹ của bé thì có thể là vẫn còn ở đó, chưa có đi đâu xa đâu mọi người. Chạy từ từ đó nha em. Đó, chính xác điệp viên 007 của em nè. Đó. Hiện tại là rất là căng như quý vị. Đó, quý và quân phía sau nè. Đó, rất là đông. Anh em rồi là đang thiếu tới đây mà bây giờ là hộ tống coi như là vợ của anh, của anh về. Đó. Đó. Vợ em chắc cũng có thể là còn bên đó em ha. Đi 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 anh em mình đi. Chạy từ từ chờ anh với. Đang rất là gấp. Đi giật á. Bây giờ anh em qua bên đó để mà đưa vợ của Vũ Anh về. Hy vọng là vợ Vũ Anh vẫn còn ở bên đó. Phải tranh thủ chạy qua bên đó mọi người. Nghe nói là mẹ của bé là nói sẽ đi xa, cho nên là phải tranh thủ qua. Hết bên nữa cô. Rồi hết bên. Rồi là đi hàng được hả? Không. Vậy cô lấy cái số điện thoại đó cô gọi thử cho mẹ của bé coi đó, sao. Gọi đó, gọi cho bà chị dâu á. Dạ. Nói gọi cho bà chị dâu. Bà chị gọi, gọi mới gọi đây nó mới về mà chị dâu khuyên nó. Nó đi trời nó đi xa nó mới về nữa. Kêu chị hai ở quên nó gọi chị hai đâu được, đâu phải gọi chị hai được thì kêu chị hai cho số của nó. Bây giờ số nó biết số tôi, điện thoại biết số tôi mà nó không bắt đâu. Biết số của cô là cô gọi không bắt máy hả cô? Nhưng mà điện thoại bà chị dâu đang bà chị dâu hết pin, hết pin. Rồi gọi cho anh hai có số không? Không. Ừ, đúng rồi. Có giữa anh biết số còn hai nữa đó. Của chồng của cái cô nãy có được không? Không, à, cô không biết số của anh hai cô. À, không biết à? Gì vậy gì vậy? Nhưng mà chọt chọt coi mày. Ta không khoái ẩm mày, ta không khoái ẩm mày kia kìa. Tức bên này cũng sẽ dẹp bên ngoài một thời gian. Kính thưa quý vị thì nói chung là có một cái thông tin mới. Là vợ của anh Vũ Anh cũng gọi cho phía bên vợ hai của mẹ chồng, của mẹ chồng. Nó cũng ác ghê ha. Tàn đạn ha. Đừng tâm mày, mày bị diều tha. Chó cắn rồi. Đi diều tha thả rồi biển Thái Bình. Chào quý vị. Thì em đang có mặt tại cái bà là nhà của này là anh này chú. Người vợ bỏ đi. Này là bé anh. Hả? Hai đứa sinh đôi. Vậy là già Tiger. Xin chào quý vị các bạn. Mình là nhà của anh. Một người chồng 28 tuổi và người vợ đã bỏ đi. Giờ mẹ của bé thì cũng có gọi điện thoại về cho người thân, nhưng mà nói là sẽ bỏ đi. Hôm nay là có một cái thông tin mới là mẹ của bé có gọi về đúng không cô? Có thể chia sẻ lại cho mọi người khán giả. Đang pha sữa và chị Giao mới gọi.
À, nó giờ con lon nó mới đi về nè, ra về để chơi. Mà bây giờ bà chỉ giao bác Quyên thôi, mày về chở nó ở với chồng mày với con mày đi. Nó nói là nó đi xa, nó không về nữa. Ừ. Rồi mình giao nó thôi, mình về bà dưới đi, nó không, không có về. Đi xa rồi. Nó đi xa là không biết đi đâu luôn hả? Dạ. Mới gọi tức thì luôn. Mới gọi tức thì đó. Bà chị dâu này là ở đâu? Bà chị dâu ở quận 6. Là nghe con dâu của cô mới gọi cho bà chị dâu này xong. Đúng. Bà chị dâu mới gọi lại. Nó vừa đi là bà chị dâu gọi lại. Bà chị dâu mới gọi lại. Nó vừa đi là bà chị dâu gọi lại. Vậy thì có cái manh mối gì đó, có khả năng là trong ngày 1-2 là sẽ tìm được người con dâu của cô này. Nó nói vậy rồi sao mà về được, đã tên lên tiếng rồi, nó đi xa rồi, nó không về nữa mà. Nhiều khi chưa hiểu, chứ bây giờ nếu mà gặp về nhìn thấy những hình ảnh của con như thế này thì con nghĩ là chắc chắn người mẹ nào cũng phải lòng luôn. Phải về với con thôi. Con... nói chung là người không người mẹ nào mà bỏ những đứa con của mình như vậy thôi. Tại vì những đứa con còn rất là nhỏ luôn, chỉ có 4 tháng tuổi thôi. Bữa nay là bé cũng gần 5 tháng chưa cô ha? 5 tháng 2 ngày. 5 tháng 2 ngày ha? Bỏ đi lúc mà 4 tháng 10 ngày. Là 4 tháng 10 ngày. Là bỏ đi đến thời điểm này là được 20 ngày rồi. 20 ngày, bé rất là tội. Hai bé rất là tội. Đây là bây giờ là có manh mối một xíu rồi nha. Thì manh mối là coi như là phía bên gì? Cô mợ. Mợ, mợ của hai đứa bé này ha? Bà. Bà luôn bà ha? Bà hai. Bà hai. Coi như là đã có một cái manh mối. Là bên vợ của anh Vũ Anh cũng đã liên lạc cho mợ hai của mấy bé nè, lo cho hai con ha. Nó đòi bú đó ba. Lo cho hai con nhỏ. Cái này hồi nay con thấy cô cho uống rồi mà. Rồi giờ nó khác. Thằng cô kia chưa uống kìa. Chưa. Thằng ngồi ông bé chưa uống rồi. Nó đòi đi. Đòi chơi. Đi. Nó đòi bình luôn. Nó bú hồi nó học rồi, nó uống xong rồi. Bú lại cái giọng á. Thì rất là xót xa không bị thêm bóng rồi. Anh quậy hơn anh đó. Là đi đó mà. Em là quậy hơn. Bé này là anh đó nha mọi người. Em. Em. Trời em. Con cứ làm hoài. Đi gơ là em, áo xanh. Em là áo xanh đây. Ai cũng làm hết. Anh nằm đây. Nói chung là tới mấy lần là nhưng mà cũng vẫn lộn. Không không biết được, giống nhau quá. Là nhìn thằng nào to con bự hơn là thằng đó thằng em. Dạ. Em là thằng nào nhỏ là thằng anh. Hai đứa lệch nhau mấy giờ đi. Lệch nhau mấy phút. À. Với lại thằng em nó hiếu động hơn, nó quậy hơn, còn anh nó nằm trầm tính, nó ít có giỡn. Giỡn chọt. Nghe được thông tin là mẹ nó sắp về nó cũng hơi bị nôn nao quá. Mình nuôi đó mình biết tính đó, mình biết thằng nào em nào anh. Mấy cái hôm mà ngày đầu mẹ mới đi á, mấy cái nhỏ thì nó khóc la khóc dữ luôn. Khóc chứ, khóc sáng đêm luôn. Bà con cô bác hả? À, chạy qua ẩm vỗ. Mới hai buổi đầu rồi mẹ đi nó khóc lắm. Ê ê ê. Nó vắng hơ mẹ đó. Bà nó lấy cái mền hoặc cái áo gì có hơ mẹ nó đắp lên cái gì đó. Chú này là gọi là ông. Nhưng mà giờ mới gài lâu rồi chắc cũng ngồi ngoài nha. Ông nội dượng. Là ba con bé đó. Cô nói con là cô với chồng sao? Dạ. Ông này nè. Hôm trước là hôm trước chia tay hay sao? Chia tay thôi. Hôm nay có thông tin của mẹ rồi đó, có khả năng là mấy ngày nữa là mẹ sẽ về đó. Và là cái người con dâu của cô là hay liên lạc với cái người mợ nó lắm hả? Không, lâu lâu nó mới gọi. Lâu lâu mới gọi. Con cô nói là không có điện thoại, con bảo không có đâu. Nó không có, chắc có mượn bạn hay bây gì. Bây giờ là gọi được về rồi đó. Gọi được về nhà rồi. Và bây giờ mẹ lấy lại cái số đó không? Là mợ cho lại cái số đó, xong gọi lại xem có thông tin tung tích ở đâu. Đó kêu Dũng mợ lấy số nó gọi rồi, bà bắn qua. Ừ. Lấy số rồi đó, mà mượn số máy bạn cũng như không từ số máy của nó mình gọi được. Thử coi. À, máy chị hai số bao rồi sao gọi. Thì hôm nay thì mẹ của hai bé thì cũng có liên lạc với người mợ. À, thì nói là bỏ đi xa nhưng mà không biết rõ như thế nào. Có đặt. Đặt sao? Đặt. Rồi sao 7 muỗng phải không? 7 muỗng. Ừ. Thế là mới mua hôm qua hả? Dạ. Sữa đặt nè nó lỏng không? Lại nãy đi đặt bú nằm vậy á. Bú hoa đi con, mẹ sắp về rồi. Mẹ
về rồi bữa ngoan đi. Mẹ cũng sắp về rồi, có thông tin thôi. Cho em mẹ xem thấy những hình ảnh này thì mau về với con. Thì mọi lỗi lầm thì gia đình bỏ qua hết. Đó, nhìn thấy cái cảnh này thấy rất là thương nha mọi người. Từ từ. Có chuyện cái tay. Hai bé rất là ngoan, rất là dễ thương. Đó. Hy vọng là mẹ sẽ về sớm để mà chăm sóc cho bé, để cho nhẹ nhàng cho ba của bé đi làm kiếm tiền về nuôi con. Không có lại. Bà nội, ủa bà nội là tối mới đi bán bà nội? Dạ có đi bán. Dạ. Tối bà nội đi bán số. Dạ bán ban ngày tôi bán, bảo bán đêm tôi bán ban ngày. Dạ. Mà ít số lắm được, có trăm mấy tờ à. Hai bé cũng ít khóc nhè. Dạ. Cũng dễ nuôi á ha dạ, chú. Chụp vía là cũng ngoan đó chứ nhỉ. Dạ. Ngoan đấy. Ngoan ghê á. Kiếm được hai cục vàng này là cũng đâu phải dễ đâu. Ta không có là đi chùa là cầu thẳng là không có. Mình có mình bỏ. Cưng nghe không? Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên. Rồi, thuê bao luôn. Lát cô thử đưa cho Vũ Anh cái số đó gọi thử như thế nào. Số là số 12 đó. Số của mẹ của bé đó. Lát lấy ra không. Nếu mà gọi là được 12 đó, kêu 12 nó đưa số. Dạ. Hồi nãy là vợ nói là mấy con dâu cô nó gọi về đúng không? Đúng rồi. Bà nói sao? Bà Nguyên Văn, bà vợ nói sao? Bà nói bà ngoại, bà cô, bà hai đó nói là thế thì mày về với con mày đi. Nên tội nghiệp hai tụi nhỏ. Dạ. Rồi về với anh đi, mày chăm sóc cho tụi nhỏ thì mày là chú anh đi làm. Nó không về, nó đi xa lắm. Đi xa lắm thì chắc cũng ở trong đồng đây thôi chứ. Đó, mình không biết. Rồi Dung cũng kêu nó về mấy lần rồi đó. Dung nói về đây là Dung gọi cho tôi đó, tôi mờ nghe là tôi bắt máu lo lớn lên luôn. Trước đó thì cô của bà nội của hai bé thì thấy mẹ cô bé có giận dỗi cái gì không cô? Dạ không. Tụi nó bình thường. Cũng bình thường. Dạ, cũng giỡn ra, cũng giỡn cái lắm. Hai chồng đó. Tự nhiên bỏ đi. Dạ. Tự nhiên bỏ đi không lý do luôn. Không lý do, không biết tại sao. Đi mà không nói con lời nào hết trơn. Nhưng khi đi ở nó qua mẹ con đi, con giận vô anh hay gặp bỏ vô anh, hay vô anh chửi con hay la con cái gì đó. Qua đó tôi thường tiếng tôi mới biết. Nó qua nó không có nói, nó không nói mà hồi nó đi à. Có lẽ là xem được video nên mới gọi về. Dạ, chắc vậy. Xem được video. Tại vì bây giờ cái điện thoại ra ngoài mua nó cũng rẻ, triệu mấy, 2 triệu là cũng có. Mấy trăm cũng có. Dạ, mấy trăm cũng có. Dạ, cái điện thoại là tôi có tiền mua, người ta cũng cho. À, vậy đẹp quá trời chứ. Nó thiệt, sực lòng quá. Dạ. Nó chết liền, không có tiền mua, người ta cho đó. Mẹ cầm 2 lần rồi. Không có tiền cầm luôn. Không có tiền cầm. Thôi đó, em bả cho đó. Dạ. Có tiền đâu mua. Nó không có sợ, nó bấm đăng cho luôn đó. Nghe nói là lần trước là cũng bỏ đi lần hả? Dạ. Cô? À, mẹ của bé cũng có hút thuốc lá nữa hả cô? Dạ. Có hút thuốc lá nữa. Dạ có. Dạ. Nghe nói là Vũ Anh cũng cãi vã vậy đó. Dạ. Nhiều bà hút thuốc lá, hút trong phòng ảnh hưởng hai bé ăn nít, bà lớn thì bị thuốc lá là ảnh hưởng lắm. Dạ. Tôi cũng hút thuốc lá là có hai này đây, tôi ra đường hút không bao giờ đúng hút thuốc này. Tốt nhất là đừng có để cho con biết nó người mùi đó, tội nghiệp lắm. Nó bị ảnh hưởng nó hút lá, mình hút thì không sao, mình lớn không sao, nó nhỏ ảnh hưởng. Ê con, hay cưng nó lật rồi đó. Lật rồi, lấy tự lật rồi đó. À, nó lật, biết lật lâu rồi, biết lật mấy ngày. Ủa sao cái gì tím tím mà... Mực cái chạy ốc cái này, hai ốc nút rồi nè. Ấy. Ốc là giết bà đúng không? Có chừng đập, có chừng ấy. Chừng mà thấy Vũ Anh rất là thương con, rất là cưng. Vũ Anh nó thương con lắm. Dạ. Sợ con khói thuốc, mẹ hút khói thuốc ảnh hưởng á. Cho nên là la mẹ của bé. Lần trước thì cũng có bỏ đi một lần. Mới có vợ đẻ được 2 thằng trai đã thấy mẹ luôn rồi, nó chung con đó. Đúng rồi. Trước khi trước đây mình đã có gia đình chưa? Dạ. Chú này. Chú này có đây vợ rồi. À, sau đó là hai đứa con. Hai đứa con, hai đứa con thằng Tranh 204, thằng 207. Dạ. Xong rồi cũng đổ vỡ xong đến với cô. Chú hỏi sao mà đến với tao? Rồi nó bỏ lấy chồng khác, tôi mới đi lên đây tôi mới gặp bà này. À, là chú cũng bị vợ bỏ luôn.
là cũng duyên nợ người ta là mai lúc đó tôi đi làm hồ lúc ở dưới chợ tạm Bình Hưng với cầu Trà Già chứ á. Dạ. Này trên đây ông anh tôi cũng xuống dưới ông làm mai mới biết chứ tôi đâu có biết cái quận 12 này tròn hết hay sao đâu. Làm mai rồi ai cô? Ờ. Lúc đó tôi làm hồ dưới Bình Hưng á. Là chú cô cô hay là cô chú? Hả? Ông cô tôi người ta là mai. Ông anh tôi làm mai. Mai. Ông nội dưỡng mà chăm cháu cẩn thận quá trời này. Tối qua nó ngủ đây rồi chú dậy phụ chăm không? Hả? Tối qua cháu nội ngủ đây chứ ông nội có dậy phụ chăm không? Hả? Đâu có nghe đâu biết. Đâu biết mà. Chú là năm nay bao nhiêu tuổi vậy chú? À, 50 tuổi rồi, tuổi cháu á. 50 tuổi cũng trẻ. Không lớn lắm. Dạ. Yeah. Cô thì bao nhiêu tuổi cô? 53, lớn hơn chú 3 tuổi. Đây là ông nội dưỡng. Ông nội dưỡng chăm cháu. Ông nội dưỡng rất là chu đáo, chăm sóc cháu. Mẹ này bỏ đi. Tôi không có cháu, tôi cưng hai. Dạ. Giờ gặp tôi lên đầu là ẩm xe thằng Hải ngoài đường. Ừ. Tao đâu nói đâu ngoài đâu. Bố ơi. Ừ. Phụ nữ thì kinh nghiệm chăm sóc con nít thì dành hơn đàn ông. Mấy lửa hả bộ? Bây giờ ba nó chắc tối qua thức khuya rồi, chắc mệt rồi. Rồi chú ơi. Cô kéo cái áo của cô lên tí. Chú ơi, chú ơi. Lúc trước là nó ở với quận 6 với ở với 112 120 Tân Hòa Đông với ở phòng trọ với cái kế bên nó làm nó xi ba cái bô xe không đau mà nó. Dạ. Thấy nó độc quá. Độc quá. Rồi xuống dưới thấy tội quá rước về cái này. À vậy là sao hai cô chú rước về đây hả? Đúng rồi. Trời ơi, thương con cháu quá chứ. Chứ lúc sinh ra là nó sinh ra ở dưới á. Dạ. Thấy bên kia nó xi xe độc đó. Cái cộng dây chuyền mà chú đeo bằng bạc thì nó xì bên kia của ông chú ngồi đây khoảng 15 phút sau cộng dây chuyền bạc chú đang thui đeo bên nhà ngoại hả? Bà xì tập nhà ngoại bên đó hả? Nhà ngoại đất ở Sài Gòn luôn. Đúng rồi, nhà bà đó gọi là nhà cũng cơ bản chứ không phải là dân tỉnh đâu. Nói chứ là dễ thân. Dạ, yeah, bé gái nhỏ này là con của chú. Hai còn tôi với bà đó mót được nữa đó. Dạ. Mót được nữa này. Con của cô chú. Trai à. Mót được nữa này. Con chung. Hai thằng trai tôi với quê á, mới năm nay mới đi lên làm trên này làm ở Lê Minh Xuân á. Dạ. Thằng lớn thì 204, nhỏ 207, hai anh em đi làm cho nó làm công ty giải. Dạ. Con nghe được cái thông tin là có mong manh mối của con dâu có mừng không? Cũng mừng biết cái vậy không quan trọng á nè. Thì có tin tức thì cũng còn hy vọng. Gọi lại thì xem ai có được lên. Nhưng mà theo con nghĩ á là cái lý do vì sao mà đi. Ờ để chiều kia anh chạy xuống nhà bà vợ nó coi có nó ở nhà bà vợ đó không. Theo như cô chú nói á là do bà vợ về hay lắc lắc rồi. Ủa bà vợ là lắc lắc hả? Nhà cô này ở đâu? Ở quận 6 á. Quận 6 ở gần đây không? Gần ai? Cô hả? Không, cái người mợ này. À, mợ cũng quận 6 luôn. Gần tới đó bao nhiêu cây? À, không biết nữa. Gần đây mình xuống dưới cậu ông Sơn bao nhiêu cây? Thì bà ở 120 Tân Hòa Đông. Ta hỏi từ xuống nhà ông Sơn bao nhiêu cây? Đây dưới là khoảng 20 cây, mình chạy xe không nói là 30 phút á. Ừ, không xa. Mà nói chung là ngày xưa là điều kiện không có. Thiếu sữa, thiếu biển, thiếu ăn thì bỏ đi. Nhưng bây giờ có khi á, à, mình nói là hơi thực tế một tí là mẹ thằng Quân người ta ủng hộ một chút rồi đúng không cô? Thì có khả năng là mẹ mới có khả năng sẽ quay về đó. Ở đó mình không biết gái ta đi về thì là ngày xưa mà bỏ đi thì cô bảo do nghèo khổ quá à, bây giờ đỡ chút rồi thì ông chồng giàu đưa về cho nó coi hai này hai chồng tôi cũng tiếp cho bá rảnh cho bán bán phụ bún bò cho người ta hoặc thì bán giấy số gì kiếm sống chứ hai chồng mà chăng tiếp nó về rồi bán con 101 tờ số là không có phương pháp nào sống được cái chứ. 101 thì đời được 100. Ờ bởi vì 101 tờ số lợi được con 127.000. 130 đi. Ừ. Tiền nhà nữa. Tiền ăn uống phòng trọ rồi tiền con bé đi học nó đâu có đủ đâu, không đủ đâu đâu. Ừ vậy thì cũng ráng đeo tiếp đi chứ con cháu mình giờ bỏ đâu. Yeah. Tới đâu mình tính tới đó. Con lại đi chợ con ha. Ở quê mình có nhà không? Ở quê mình có nhà không cô? À. Cái quê á, cô chú có nhà như quê không? Ông này ông cái nhà ông có cha mẹ ông. Mà tôi thì cũng có cái mẹ cha ở đây mà tôi không hết hết ở chung. Cha mẹ có đất rồi này không? Không có đất. Không có. Đó là phải thủ hai tay vậy nè.
chọt chọt lắm, thằng kia ít trầm tính nó ít cái sợ nhảy, thằng này nó nhảy lắm. Nhảy lên con chú. Nhảy em nó hiếu động á. Hiếu động nên nó quạt bát. Mong sao là hai mẹ của hai bé về sớm chứ cảnh này nó tội quá. Ông bà già cái tay nó hay bỏ vô miệng mấy đứa nhỏ. Tay giờ tay để miệng nè. Không sao. Nghe rồi. Là coi như là mẹ của bé nói một câu gì cô? Nói mà hai đó chứ đó chứ mình đó là nhắn là hai đó. Đó. Ghé chơi. Nè bà hai kêu thôi mày về đi. Thì thôi mày ngủ hai chơi luôn hả? Dạ. Ghé chơi bà hai mới nói là nó ghé chơi rồi bà hai mới gọi là thôi mày đi về đi. Cái hai tụi nhỏ nó có mẹ có cha. Do Vũ Anh đi làm mày trong hai đứa nhỏ. Nó nói là không về nó đi xa lắm. Vậy mà lúc nghĩ đó mà 12 cũng gọi mày đến hả? Nó cũng quên. Mà hai đứa nhỏ cũng quên nữa. Nó cũng lận cận lắm. Vậy là chắc mới ghé tức thì đây mới này. Mới ghé đó. Vậy là chưa đi đâu xa đâu. Đúng rồi. Gần đây thôi. Giờ cũng còn vòng vòng á, chắc ở vòng vòng nhà bạn bè, vòng vòng với quận 6 đó. Nếu ra đi xuống là biết đâu không? Công viên Phú Lâm á, là vòng vòng ở đó, bạn ở đó. Hay là công viên hả? Nè mẹ cô bé. Mẹ cô bé là hay quen những người bạn ở gần công viên Phú Lâm mà cô. Dạ. Cái người của hai này á, làm công việc không? Bây giờ có ở nhà không? Có nhà. Lúc nào ở nhà hết? Đi làm trường học á. Làm trường học. Buổi chiều nó nghỉ không? Buổi chiều nghỉ. Chú Anh biết nhà mọi không? Biết chứ. Vậy thì chắc mình kết thúc đi. Thôi bây giờ mình kêu của anh đi xuống nhà mọi nó tìm thử xem thế nào. Ừ, chú rồi mà hai nó. Lấy số mà hai nó kêu mà hai nó kìa. Đã nó gọi cho mà hai nó. Có khi bây giờ vẫn đang ở đó cũng nên đấy chứ. Cần. Bây giờ mình các anh em mình kết thúc thôi. Video này nhé. Quê. Nhắn nội ổng chơi ha. Ở ổng này đi là mình đánh nè. Như cưng nghe không? Em nè. Em à, em hiếu động nè, ngoan hiếu động ngoan. Thì nay là vợ của Vũ Âm. Nay mẹ của hai bé thì cũng có gọi cho một người mợ á. À, nói là đi không về. Nhưng mà mình nghĩ là chắc cũng chưa có đi đâu xa đâu mọi người. Thì nay cũng có những thông tin mới thì mình cũng xin dừng video clip ở đây. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Hãy nhớ like cũng như đăng ký kênh để cập nhật những thông tin mới nhất ạ. À. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người những video tiếp theo.